Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình có một cái bộ PC trong khoảng giá 54 triệu mà mình thấy là nó rất là mạnh. Nên là hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho anh em xem luôn. Hôm nay thì có một cái đồ nó khá là mới, đó là cái main và cái nguồn. Đấy thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu những cái nào mới mới, còn những cái nào mà mình lên nhiều rồi thì thôi mình sẽ không giới thiệu kỹ mà mình chỉ nói qua thôi. Thì hôm nay là mình có con main Z790 Steel Legion Wi-Fi. Đây là một cái mã main mà khá là ít lên kênh của mình, bởi vì là cái con Z790 này thì mình hay lên nhiều là cái con ProRes ấy. ProRes thì cái tầm giá nó sẽ rẻ hơn. Steel Legion thì khoảng hơn 8 triệu, con này 8 triệu mấy mình không nhớ lắm. Còn ProRes thì chỉ hơn 6 triệu thôi. Như vậy là hai con nó chênh nhau khoảng 2 triệu trong cùng một cái phân khúc Z790. Thì con này chắc chắn là bản RAM DDR5 này anh em nhá. Đây. DDR5 này, PCIe 5 này. Polychrome, cái phần mềm xinh lét của Adrock là cái phần mềm mà mình không thích một tí nào cả, thực sự luôn. Kể ra mà Adrock mà làm mấy cái chế độ LED mà đẹp như kiểu Asus ấy, thì trông phê loi luôn. Không còn lý do gì để không lựa chọn Adrock cả. Nếu mà có phần mềm xinh LED ngon, vẫn là cái cách đóng gói vô cùng chắc chắn. Đấy, con main ra, nó qua con main chút. Con này hình như là mình có lên một lần rồi sao ấy. Nhưng mà thôi cứ nói lại cho anh em xem. Chờ tí mình lấy cái dao. Con này lên một lần rồi anh em ạ. Nhưng mà mình cũng không nhớ là lên trong cái bộ nào, bởi vì là lên nhiều quá rồi. PC giờ lên nhiều quá, mình cũng chả nhớ bộ nào với bộ nào nữa rồi. Rồi, bỏ cái đệm này. Bỏ cái này vào bên. Cho cái hộp xuống. Đây là cái main của chúng ta. Z790 Steel Legion Wi-Fi. Con này thì là bản chạy RAM DDR5 này. Và mình thấy là cái chân RAM nó đều được gia cố bằng thép rất là chắc chắn này. Cái phần giáp tản của con Steel Legion này thì nó đẹp hơn. Nó đẹp hơn so với con ProRes. Cái tông màu thì nó vẫn thế thôi. Tông màu thì vẫn là màu bạc và kết hợp với cái nền đen và những cái họa tiết camo. Đây là những họa tiết camo ở trên cái nền bảng mạch này. Thì đây là một cách phối màu rất là đẹp và vẫn như con ProRes thôi. Anh em nếu mà dùng cái Z790 Steel Legion này thì anh em lắp vỏ đen cũng đẹp, mà anh em lắp vỏ trắng cũng đẹp, bởi vì là nó khá là lai lai và trung tính ấy, kiểu như là một nửa bạc nửa đen, nên là anh em phối kiểu gì cũng đẹp luôn. Thì hôm nay là mình sẽ lắp cái main này với cái vỏ đen anh em nhé. Thì khi mà lắp xong thì mình sẽ show tổng thể cho anh em xem là cái main này thì lắp vào vỏ đen thì nhìn nó sẽ như thế nào. Còn cái phần này này, cái phần này thì nó sẽ có LED RGB anh em nhé. Phần này có LED RGB này. Cái dàn VRM con này thì chắc là khỏi phải bàn rồi, chạy i9 thoải mái rồi. Dù sao thì cái dòng Steel Legion này cũng là một cái dòng main cao cấp của Adrock, nên là cái việc mà cân i9 thì là cái việc đơn giản thôi, không vấn đề gì cả. Các cổng kết nối của nó thì hai đầu cấp nguồn cho CPU này, hai đầu 8 pin này. Có Type-C này, chắc chắn rồi, mấy cái này phải có Type-C hết. Hai cổng sinh 5V ở trên này. Cổng fan này không biết là nó cũng không có chia rõ cổng bơm ra. Một cổng CPU fan này. Đây cũng hai cổng, đây một cổng CPU fan 2 và một cổng cha fan. Nhưng mà cái cổng này thì nó có thêm cái chữ là VKP này, thì khả năng là cổng này anh em có thể cắm bơm vào đây. Cắm bơm vào cổng này ok này. Còn về cái khe M2 thì mình nhận thấy là cái khe M2 ở trên cùng này này, cái giáp của nó rất là dày. Cái tản nhiệt ấy, cái tản nhiệt M2 rất là dày. Anh em nhìn này, thấy không? Siêu dày luôn. Thì khả năng là cái khe M2 trên cùng này là Z5, nên là nó mới làm một cái tản nhiệt dày cộp như này. Ở dưới thì còn một cái khe M2 nữa, nhưng mà khe này thì nó lại không có tản nhiệt, trống trơn. Kể ra mà Adrock mà làm thêm một cái miếng này, làm thêm một cái miếng tản nhiệt ở đây đấy, thì trông nó sẽ dày dặn hơn, đầy đặn hơn. Nhưng mà hơi tiếc là chỗ này nó hơi trống. Nếu mà anh em lắp cái M2 ở đây thì anh em có thể mua những cái loại mà nó có đi kèm sẵn hớt sinh ấy, thì nó sẽ mát hơn. Và hai cái khe M2 ở dưới cùng này, đây hai khe thì nó dùng chung một cái tản nhiệt rất là dài, kéo dài phía dưới này. Cái thiết kế này cũng khá là quen thuộc thôi. Phía dưới thì vẫn là các cổng kết nối bình thường thôi, cũng không có gì để nói cả. Có thêm một cổng 5V nữa này. Như vậy là nó có tổng là 3 cổng 5V. Đấy, sơ sơ là thế.
Còn phía sau thì chúng ta sẽ có là cổng quang. Cái này mình khá thích này. Cổng quang audio này. 5 cổng audio được mạ vàng rồi này. Có Type-C này. Rất nhiều cổng USB. Có cả HDMI, cả DisplayPort. Và đây là cái chỗ để cắm anten Wi-Fi. Có cái là Adrock thì người ta vẫn giữ nguyên cái truyền thống, đó là làm cái Wi-Fi là một cái cạc cắm thẳng vào main như thế này thì trông nó hơi lộ. Còn các hãng khác thì người ta thường là giấu đi. Nếu mà phần này nó mà giấu đi được thì trông nó đẹp hơn, vì là cắm cái cạc này vào xong lại phải vòng cái dây ở đây. Đấy, trông nó cũng không được hay lắm. Đấy, sơ qua là con main là như thế. Và đi với con main ngày hôm nay thì mình có một con i9. Lại là i9. Đợt này mình lắp i9 siêu nhiều luôn. Thực sự là cái nhu cầu làm việc của anh em dạo này rất nhiều. Và i9 bây giờ rất là rẻ rồi. Thực sự là một con coi i9 13900K như thế này nó chỉ có hơn 12 triệu thôi. Mà hơn 12 triệu anh em đã có một con chip quá mạnh rồi. Nên là chả tội gì lại không đầu tư lên con này. Bây giờ chỉ tầm khoảng từ 40 cho đến hơn 50 triệu là anh em đã có một cấu hình i9 13900K rất khỏe rồi. Và cấu hình này thì mình nhắc lại là nó trong khoảng giá 54 triệu anh em nhé. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình. Cái số Zalo thì mình có để ở góc dưới màn hình rồi đấy. Thì con này chắc là tôi khỏi phải nói nhiều nữa rồi. Con này mình lên quá nhiều rồi, thôi bỏ qua. i9 13900K này kết hợp là một cặp RAM DDR5 của Kington Furibit. Đây là bản RAM vô cùng quen thuộc mà mình hay lên. Thôi nói luôn cái SSD đi. Cặp đôi này thì anh em nhẵn mặt rồi. Cặp RAM này là bớt 5600 này, hai thanh 16, tổng dung lượng là 32GB và có LED RGB. Và cái SSD KC3000 1T. Con này thì mình nhắc lại một chút về tốc độ, là tốc độ đọc 7000 này, tốc độ ghi 6000. Và cái TBW kép khá là cao, TBW kép là 800. Độ bền con này khá là ổn đấy. Anh em dùng con này thì làm việc ngon lành này. Và kết hợp với cái SSD 1T, khách có mua thêm một cái HDD 2T nữa đấy, HDD 2T của Seagate. Con này là con Barracuda. Thì mình sẽ nhắc lại một cái yếu tố tại sao anh em nên dùng 2T thay vì là 1T HDD. Cái Barracuda này nó cũng có một bản 1T. Tuy nhiên ấy, thì cái mức giá của nó chênh nhau không nhiều. Ví dụ 1T là hơn 900, còn con này nó là hơn 1,4 triệu. Thì giá nó khoảng gấp rưỡi. Nhưng mà ấy, bù lại cái việc giá nó gấp rưỡi thì anh em có cái gì? Anh em có dung lượng gấp đôi đấy. Và anh em sẽ có tốc độ cao hơn. Bởi vì là cái bản 1T nó chỉ là 64 MB thôi. Còn cái bản 2T thì nó lại là bản 256 MB. Đấy, nên là ngoài cái việc là dung lượng gấp đôi thì cái tốc độ nó lại cao hơn, mà giá lại chỉ gấp rưỡi. Nên là anh em dùng cái HDD 2T này nó sẽ hợp lý hơn. Nó lưu được khá là nhiều đấy. Tiếp đến là cái phần nguồn đi. Mình sẽ nhắc về con nguồn trước, bởi vì là cái nguồn hôm nay cũng là một cái mã nguồn mà khá là mới mẻ. Đợt trước thì mình có lên con này, nhưng mà nó là con 1200 thì phải. 1200. Còn con 1000 thì không biết là mình đã lên video lần nào chưa. Nhưng mà thôi, mình cứ nói qua về con nguồn. Cái nguồn ngày hôm nay là Super Flower. Cái thương hiệu này thì nếu như mà anh em nào mà hay theo dõi và hay tìm hiểu về công nghệ ấy, thì đây là một cái hãng nguồn cực kỳ chất lượng. Và con này thì có một cái điểm rất là hay, đó là con này giá thành ấy nó chỉ rẻ bằng một con 1000 Gold của những cái thương hiệu lớn thôi. Ví dụ như là con này mà so với con RM1000E thì nó bằng giá con RM1000E. Nhưng mà cái chuẩn của nó lại cao hơn. RM1000 chỉ là 80 Plus Gold thôi, nhưng mà con này nó lại là chuẩn 80 Plus Platinum. Hiệu suất chuyển đổi con này rất là cao. Và chắc chắn rồi, nó là nguồn full module. Cách đóng gói này, đóng gói rất là ngon lành này. Con này thì chưa có đi kèm dây mới anh em nhé. Và nhà phân phối thì người ta sẽ tặng một cái dây chuẩn mới cho anh em nếu mà anh em mua cái nguồn này. Tuy nhiên thì đợt này đang hết cái dây đấy, và mình đang chờ là nhà phân phối chuyển thêm về. Cái túi đựng dây nguồn này ngon lành. Và con này nó là tất cả dây đều là dây dẹp hết này. Và cái đầu nó rất là mềm, mình thích kiểu này. Có một số hãng nguồn ấy, người ta gia cố cái đầu này bằng cái co nhiệt, nên là khi mà anh em cắm, nhất là cái cổng cấp nguồn cho CPU ấy, nó cực kỳ cứng luôn. Lắp gọi là có khi là chảy máu tay luôn ấy. Sợ luôn. Đó, đây là cái nguồn của chúng ta. Super Flower. Con nguồn này mình thấy nó khá là dài đấy. Size con này khá to. To, dài, rất là nặng. Nặng trịch luôn. Đây, có logo Super Flower ở đây này. Đây, đây là thông số của nó này. Đấy, 1000W thì cái đường 12V của nó tận là 999,6W luôn. Quá đỉnh luôn. Và đây là cái mặt module của nó. Xem nào.
Con này có CPU 1, CPU 2 này, VGA từ 1 cho đến 6. Như vậy là mình sẽ có 2 đầu cho CPU và 6 đầu cho VGA. Anh em hoàn toàn có thể cắm hai cái cạc đồ họa mà dùng 3 đầu cấp nguồn 8 pin. Ngon lành luôn. Đấy. Cái nút on off này khả năng là cái nút mà bật cái chế độ fan, à eco, nó có chữ eco này, on eco hoặc là off eco, thì khả năng là nó sẽ điều tốc cái fan thôi. Nó cũng không có gì cả. Rồi bỏ cái nguồn sang một bên. Bản chất hôm nay là tại sao khách lại dùng cái nguồn 1000 cho một cái cấu hình chỉ dùng có 4070 thôi. Đấy. Cái con 4070 này bình thường nếu mà anh em dùng ấy, anh em chỉ cần dùng nguồn 750 chất lượng là đã ok rồi. Bởi vì là cái mã này thì mình đã test rất là nhiều rồi và lên video rồi, thì nó ăn rất là ít điện, nó chỉ ăn khoảng 195 đến 200W điện thôi. Nên là cái việc mà dùng cái nguồn 1000 ngày hôm nay là hơi thừa. Tuy nhiên thì đây là cái chủ định của khách, bởi vì là ban đầu mình cũng chỉ dựng một con nguồn 850 thôi. Nhưng mà khách thì có bảo là lên thẳng con nguồn 1000 để về sau là khách có nâng cấp cạc đồ họa ấy, thì không cần quan tâm đến nguồn nữa. Về sau nếu mà anh em có dùng 4080 hay là 4090 thì chỉ việc cắm vào là xong thôi. Và cái nguồn 1000 Platinum thì chắc chắn là chạy thoải mái với cả con 4090 rồi, chả vấn đề gì cả. Và cái cạc đồ họa thì vẫn là một cái gương mặt vô cùng quen thuộc, MSI Ventus 2X 4070. Đợt này thì con này nó là con cuối cùng của cái lô mà mình bán. Hơi tiếc là con này thì mình không nhập được thêm hàng nữa. Bởi vì là hàng về là đã có nhiều đơn vị người ta đặt trước hết rồi, nên là mình không nhập được. Đợt này thì mình chỉ có con Asus Dua. Asus Dua thì nó sẽ đắt hơn con này 1 triệu. Thì anh em có thể tham khảo thêm về Asus Dua. Asus Dua 4070 UVC là 16.990.000. Tuy nhiên thì Asus Dua nó có một cái đặc điểm nó hay hơn con này, đó là cái dàn VRM của nó xịn hơn, nên là cái nhiệt độ của nó mát hơn khá là nhiều. Asus Dua nhiệt độ nó mát hơn khoảng 6 đến 7 độ so với con Ventus này. Đấy, thì anh em có thể tham khảo thêm con Asus Dua. Và cái hệ thống mà vỏ với tản ngày hôm nay thì cái tản là một cái tản rất là quen mặt với anh em rồi. Đấy. Deepcool LT720. Và đây cũng là cái con tản cuối cùng trong cái lô hàng của mình. Thực sự thì Deepcool là một cái hãng mà mình support rất là nhiều và cũng đặt logo Deepcool. Một lý do vì sao là anh em thấy hay thấy logo Deepcool và intro của Deepcool, bởi vì là Deepcool tài trợ cho kênh của mình, thì Deepcool là cũng là một cái thương hiệu mà gắn bó với mình từ đầu rồi. Và hơi tiếc là cái đợt này là cái dòng LT720 và LT520 nó rất là thành công. Tuy nhiên thì hàng về lại cực kỳ chậm. Hàng về rất rất chậm luôn. Một lô hàng về chỉ được khoảng 10 cho đến 20 con mà lại có rất nhiều đại lý muốn nhập hàng. Thế nên là hãng chỉ chia được mỗi đại lý khoảng 1 đến 2 con thôi. Và đợt này thì mình chỉ được chia có một cái. Và đây là cái cuối cùng mình bán. Và bán xong con này thì mình hết hàng. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu build con này thì có thể liên hệ với mình. Và khi nào mà hàng về thì mình sẽ báo lại cho anh em. Còn hiện tại ngoài LT720 thì mình có sẵn con LS720, thì là cái con mà có hiệu năng tương đương với LT720 nhưng mà nó sẽ đẹp hơn, bởi vì là nó có 3 cái fan ARGB. À, thực ra thì cái block nước của con LT720 đẹp hơn con LS. LS thì block nước của nó là dạng hơi bo một tí và nó có viền LED. Còn block nước của LT720 thì đỉnh cao rồi. Anh em nhìn qua cũng thấy là nó đẹp như thế nào. Còn cái vỏ ngày hôm nay mình sẽ dùng là cái Montex Skychu. Con này thì mình cũng lên rất là nhiều rồi. Và hôm nay thì mình lại lên lại cái con Montex Skychu này. Thì cách lắp vẫn là lắp cái tản nhiệt nước ở trên nóc thôi. Và cái vỏ này thì đã có sẵn 4 fan rồi. Nên là anh em nào mà lắp cái vỏ này với cái tản nhiệt nước thì gần như là không phải mua thêm fan nữa. Và bộ hôm nay thì mình sẽ tặng khách một cái dây nối dài 8 pin. Cái này thì mình sẽ dùng một cái đầu gập ngược lại vào các đồ họa để nhìn trông nó clean nhất và thẩm mỹ nhất. Đấy, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho anh em về linh kiện của cái bộ PC 54 triệu ngày hôm nay. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ cho tiến hành lắp đặt và mình sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đây, anh em ngó qua một lượt về tổng thể của bộ PC 54 triệu ngày hôm nay nhá. Bộ hôm nay thì ngoại hình cũng không quá là nổi bật nhưng mà cấu hình thì rất là ngon lành. Thì bây giờ là chúng ta sẽ ngó qua cái con main. Con main hôm nay là một cái main mà khá là mới, Z790 Steel Reason. Mà hình như là mình mới nhớ ra là cái main này mình lên một lần rồi hay sao ấy. Nhưng mà thôi mình cứ nói lại cho anh em xem nhá. Đấy, cái main sau khi mà lắp lên cây ấy thì anh em sẽ thấy là nó khá là sáng. Thực sự là nó có rất nhiều chi tiết có LED RGB luôn. Đầu tiên là cái phần giáp này đi. Phần giáp này thì chúng ta sẽ có một cái logo Steel Reason. Và nó là cái miếng mica trong suốt anh em ạ. Anh em có thể nhìn thấy những cái linh kiện ở bên trong.
Và cái này thì nó có LED RGB. Đấy, và ở cái phần dưới anh em sẽ thấy là có chữ Sterizon, cũng có LED RGB. Và cái khe M2 dài phía dưới này, nó có một cái giải LED rất là dài và hắt cái LED xuống và độ sáng rất là cao. Nên là tổng thể anh em lắp cái main này vào cây ấy, thì cái main này nó rất là sáng. Anh em nào mà thích kiểu đèn đóm thì có thể tham khảo con Z790 Sterizon này. Con này thì vừa đẹp mà lại hiệu năng cao, gánh tốt con Coi 9. Tuy nhiên thì giá thành nó sẽ tầm hơn 8 triệu, nó sẽ hơi cao một tí. Anh em có thể cân nhắc con này. Còn lại tổng thể thì vẫn là cái vỏ Montex Skychu thôi. Skychu thì là một cái mã vỏ mà anh em cũng nhẵn mặt rồi và lên kênh mình rất là nhiều rồi. Thì cũng không có gì để nói về cái vỏ này thêm nữa. Về phần nội thất bên trong thì chúng ta sẽ có một cái tản nhiệt nước LT720. Rồi, con tản cuối cùng của mình. Và hy vọng là đợt sau thì hãng sẽ về nhiều hơn để mình đặt hàng thêm. Con này đợt này mình đặt hàng nhiều nhưng mà về chia được có một cái không bỏ để bán luôn. RAM thì mình có cặp Kington Furibit RGB. Đấy, cặp RAM này thì cũng có LED RGB rất là đẹp. Kéo sáng xuống thì anh em mới nhìn rõ được cái LED của nó. Cái LED của nó cực kỳ đều, mượt và đẹp luôn. Và siêu sáng em nhé. Anh em nhìn bên ngoài thì nó sẽ sáng rất là nhiều. Và cái card đồ họa 4070 của chúng ta ngày hôm nay thì nó hơi bị lọt thỏm. Thực sự là nó bị lọt thỏm so với cái vỏ này. Nếu như mà anh em nào mà thích đẹp ấy thì có thể tham khảo con 4070 mấy cái dòng 3 fan ấy thì nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ như là Ventus 3 fan này hoặc là Tup này, đấy thì lắp vào trông nó sẽ đầy đặn hơn và nó sẽ đẹp hơn. Còn mấy cái con 2 fan như thế này thì lắp vào nhìn sẽ rất là nhỏ, kể cả con đua của Asus cũng thế. Con đua của Asus thì nó to hơn, tuy nhiên thì lắp vào nó vẫn khá là nhỏ so với tổng thể của những cái bộ PC mà tầm trung và tầm cao như thế này. Thì anh em có thể tham khảo mấy con 3 fan. Còn lại thì về hiệu năng thì nó vẫn rất là ok thôi. Mấy mã 2 fan hay 3 fan thì gần như là hiệu năng nó không chênh nhau nhiều, chỉ khác nhau về cái phần thiết kế và tản nhiệt thôi. Và hôm nay thì cái card đồ họa này có một cái fan ở phía dưới của cái vỏ Skychu thổi thẳng vào cái card đồ họa này thì đảm bảo là bộ này chạy rất là mát luôn. Bởi vì là cái card nó đã mát sẵn rồi. Card này nó chỉ tầm hơn 60 độ nếu mà anh em chạy mát thôi. Mà hôm nay thì có cái fan thổi thẳng vào card nữa thì chạy nó lại càng mát. Con này chỉ tầm khoảng 67-68 độ thôi, rất là mát anh em ạ. Đấy, nói chung thì về cái ngoại hình thì anh em cũng khá là quen mặt rồi. Hôm nay thì mình chỉ muốn là gợi ý cho anh em một cái cấu hình trong khoảng giá 54 triệu và rất mạnh với Core i9 13900K này, một con main Z790 dòng cao này, 32GB DDR5 này, và card RTX 4070. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.